chào mọi người, mình lại gặp nhau trong một video mới. Hôm nay lại tiếp tục là một video swatch son nữa. Mùa lễ hội đã cận kề rồi nên mình muốn làm nhiều video swatch son hơn để mọi người có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Trong video lần trước thì mình có hỏi mọi người là có muốn xem video về tông son đỏ thẫm đỏ máu hay không, thì đã rất nhiều bạn ủng hộ mình và mong chờ. Tuy nhiên thì mình nghĩ là nếu chỉ là một tông màu thôi thì có khi mọi người sẽ chán. Cho nên mình đã quyết định là trong video ngày hôm nay mình sẽ làm kiểu như là tổng hợp những tông son đỏ mà mình cảm thấy rất là phù hợp cho mùa Giáng sinh. Cho nên nếu như bạn cũng tò mò muốn biết những tông son đó như thế nào thì cùng xem tiếp video nha. Thỏa son đầu tiên chính là Colourpop Luxe Lipstick màu Liquid Courage. Nếu như bạn là một tín đồ mê son thì chắc chắn không còn xa lạ gì với em son này nữa đúng không? Đây là một màu đỏ rượu siêu phù hợp cho không khí lễ hội. Những tông màu này vừa tôn da lại làm trắng răng cực độ. Chất son em này siêu mềm mịn và nịnh môi trong thời tiết mùa đông này, khi mà môi bạn bị khô hay nứt nẻ thì em son này có chứa dưỡng nên vẫn sẽ tạo cảm giác ẩm mịn trên môi, không hề gây khô môi và lên màu cực chuẩn. Son có độ bóng nhẹ và là kiểu son tint nên không lì hẳn và sẽ dây ra khi ăn uống nha. Tuy nhiên những màu đỏ rũ như vậy thì độ bám sẽ lâu hơn và vẫn ẩn ẩn môi trông yêu lắm. Son có giá khá bình dân nên mọi người hoàn toàn có thể sắm một em để thử và cảm nhận nha. BCE Soft Lip Lacquer là một dòng son siêu đình đám và chắc chắn ai cũng biết. Mình cũng có video swatch và màu xinh xắn của dòng này nên mọi người có thể xem để tham khảo thêm ha. Quay lại màu Change Mode, đây là một tông đỏ nhung cực kỳ đẹp, đúng kiểu màu của Giáng sinh luôn. Các bạn mà đi chơi lễ dịp màu này là xinh xuất sắc. Chất son này của BCE khá lỏng và lên màu đậm nên mọi người chú ý cẩn thận son sẽ bị dây vô răng nha. Đây cũng là chất son mình mê nhất của BCE từ trước tới giờ. Vì là son kem lì nhưng chất son rất mướt, không quá mềm nhưng vẫn mịn và kiểu mờ trên môi trông rất sắc sảo. Ngoài ra son không gây khô môi và khi ăn cũng không bị dây ra lung tung. Tuy nhiên để đẹp hơn trong những ngày lễ hội thì mọi người cứ đem son theo để giảm lại nha. Son có giá trung bình tầm khoảng 400.000 nha. Ultras 19 là một tông đỏ máu thẫm đậm siêu sang chảnh lạnh lùng. Mùa đông mà thiếu em này là không được đâu nha. Màu này xinh thiệt sự, quá xuất sắc cho mùa đông luôn. Cứ đến tầm thời gian này là mình chỉ thích dùng những tông đỏ như vậy thôi. Cực kỳ sang trọng và quyến rũ luôn ý. Riêng chất son em này mình thấy khá mỏng. Mình đã từng dùng qua dòng son này của Boucher trước đây, nhưng màu này mỏng hơn các màu khác một chút, nên để màu lên đậm và rõ thì mọi người phải chồng 2-3 lớp son nha. Son lên môi ẩm mịn hơi ướt kiểu căng mọng nên nhìn đáng yêu cực. Tuy nhiên khi đánh full môi mình cảm thấy son không được đều cho lắm. Khi ăn uống son cũng bị dây ra và phần màu stain lại chủ yếu ở phần lòng môi thôi. Son có mùi phấn thơm nhưng hơi nồng. Có thể nhiều bạn sẽ không thích mùi này đâu. Giá mình mua em này khoảng 270.000 nha. Chue màu Brick là thỏa son mình mới mua vài tuần trước thôi nhưng đang cực ưng vì màu quá đẹp. Khi swatch ra tay là một tông đỏ thẫm huyền bí, chỉ buồn là lên môi mình hơi sáng một tí nên thành màu đỏ nhung đậm trầm ấm một chút. Nhưng nói chung vẫn đẹp nên mình vẫn rất thích. Mấy bạn da ngâm dùng màu này có thể sẽ thẫm hơn, đẹp hơn màu trên môi của mình nữa. Em son này kiểu đỏ lạnh nên làm trắng da lắm. Noel mà diện màu này đi chơi buổi tối là đẹp miễn chê luôn. Chất son em này đặc xíu kiểu kem và có mùi hơi nồng một tẹo. Tuy nhiên tán lên môi khá mịn và mềm, son sẽ hơi transfer nhẹ xíu thôi, còn lại độ bám ok lắm, khoảng 5-6 tiếng lận. Em son này giá hơi cao tầm hơn 500.000 nhưng cực kỳ đáng tiền luôn nha. Nars Van chắc có lẽ là màu mà mình mê nhất trong video ngày hôm nay. Một màu son đẹp và lạ, hơi khó tả một chút nên mọi người xem rồi tự đánh giá ha. Cá nhân mình thấy màu này kiểu đỏ rượu thẫm, có pha xíu nâu và ánh nhẹ màu cam. Web hãng miêu tả đây là một tông đỏ gạch, vì vậy nên màu này sẽ phụ thuộc tông da và lên màu khác nhau nha. Nhưng phải công nhận là màu này quá xịn ý. Chắc chắn mình sẽ dị màu này đi chơi Giáng sinh năm nay. Chất son của Nars Power Matte này là chất son kem lì, son siêu lỏng và lên màu cực kỳ đậm. Nhấn mạnh là siêu đậm nha nên mọi người nhớ nhẹ tay khi đánh son cẩn thận, son bị dính vào răng nè. Chất son em này khi khô lại siêu nhẹ môi và hoàn toàn không dây ra khi ăn uống. Màu bám cực kỳ tốt nên mọi người có thể thoải mái đi chơi mà không lo bị trôi son khi dùng em này đâu. Giá em này khá cao tầm 700.000 lận nhưng từ vỏ son đến chất son, màu son nói chung là chất lượng của son cực kỳ hợp lý với giá tiền luôn. Cuối cùng là Too Faced màu Stop Traffic.
Thì sự thì mình mê em này ngang ngửa với em Nars hồi nãy luôn. Mùa đông thì ai mà chẳng muốn mua mình được yêu chiều đúng không? Thỏi son này chắc chắn không làm bạn thất vọng đâu, vì đây là thỏi son thơm nhất mà mình từng biết luôn. Mùi đào thơm nhẹ nhàng dễ chịu cực kỳ cưng. Chất son lướt trên môi thì mềm khỏi nói rồi. Mịn mướt không hề gây khô môi tí nào đâu mà cực kỳ thoải mái khi đánh. Vì là son thỏi nên dễ thao tác và tán màu hơn. Mình chỉ bậm nhẹ là màu đã lan ra siêu đẹp rồi. Những tông đỏ mận thẩm này đánh lòng môi hay phun môi đều đáng yêu hết đó. Thỏi son này lại thiết kế quá đẹp, mùi son thơm, màu son xuất sắc thì với giá tầm 500.000 mình hoàn toàn cảm thấy hài lòng với em son này. Dòng này của Too Faced lại có rất nhiều màu đẹp, mọi người có thể mua màu giống mình cho mùa đông này hoặc bất kỳ màu nào mà mọi người thích nha. Và đó là cái tông son đỏ mà mình muốn gợi ý cho mọi người trong mùa Noel năm nay. Mọi người đã tâm tư được em son nào chưa? Hãy comment ở bên dưới để cho mình biết với nha. À và những em son hôm nay mình swatch có giá từ thấp đến cao nên mọi người hoàn toàn có thể lựa chọn một em son thực sự phù hợp cho bản thân hoặc làm quà tặng cho người thương nha. Cũng đã cuối năm rồi, đây là một dịp phù hợp để mọi người có thể tự thưởng cho bản thân mình một vài thỏi son mới thật là xinh đẹp đó. Mình rất mong là mọi người đã thích video lần này. Nếu như mọi người thích thì đừng quên cho mình một like và ấn subscribe ở bên dưới này nữa để đón xem thêm nhiều video swatch son mới trong thời gian sắp tới nha. Và mình sẽ gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.